Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem á, một cái vườn của anh Tuân ở Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì cái vườn chanh dây của anh á, mình sẽ quay cho bà con xem là cái vườn của anh nó bị bệnh, nó gọi là chết nhanh. Nói chung là anh trồng có 700 gốc á, mà hiện trạng bây giờ nó đã chết hết rồi, cái còn sót lại được có vài trăm gốc à. Thì qua như lúc đầu chia sẻ thì anh nói cái vườn này anh trồng rất là đẹp, nhưng trong dính vào 2 cơn mưa gần đây á, tháng 7, tháng 8 á, thì nó chết hết. Thì đây mình sẽ quay cho bà con xem về cái vườn mà anh đã bị chết 600 gốc, chỉ còn lại chưa đầy 100 gốc. Thì đây là những cái cây mà nó bị bệnh chết nhanh đó. Thì mình sẽ nhổ cho bà con xem về một số gốc chanh dây đó, nó bị bệnh luôn, để bà con có hướng mà khắc phục. Thì gần đây cái mưa đó, thì cái bệnh mà chết nhanh ở trên ống nước, chết nhanh trên chanh dây nói chung là rất là nhiều. Đây là cái vườn chanh dây á, đây cái dây mà anh trồng lúc trước đó, nó còn sót lại rất là đẹp. Còn những cái dây này là những cái dây nó bị chết rồi. Thì mình sẽ quay từng cây cho bà con, và sau đó mình sẽ đưa ra những phương án mà khắc phục cho bà con. Thì với vườn này á, thì nó chết rồi, mình cũng chia sẻ thẳng với anh Tuân luôn là nhổ bỏ đi, nhổ bỏ những cây nào chết á, nhổ bỏ hết và trồng giống mới. Chỉ còn cứu lại thì nói chung là không cứu được nữa, chỉ cứu vài cây còn sống được thôi. Còn những cây có bộ rễ mình nhổ lên nè, nó bị thối ra dưới rồi. Thôi mình nhổ moi cho bà con xem, thối rồi. Thì theo như quan điểm của anh chia sẻ thì anh đầu tư xuống vườn này cũng rất nhiều tiền rồi, gần cũng 100 triệu nhưng chưa thu được gì, mới phủ vàng nó đã chết. Thì mình cũng khuyên bà con á là thăm vườn thường xuyên nè, thứ hai là kênh mương thoát nước đầy đủ vào mùa mưa nè, thứ ba là đổ phòng gốc. Mình sẽ đi quay từ từ hết cho bà con xem về cái vườn này, và sau đó mình sẽ nói về cái phương pháp mà để phòng cho bà con khắc phục, để tránh tình trạng mà nông dân bà con chúng ta ai mà chưa rơi vào trường hợp này á, thì chúng ta có thể cứu và khắc phục được. Đừng để mà nó xảy ra rồi chúng ta cứu thì nó rất là muộn màng, thật sự rất là muộn, không khắc phục được mà chúng ta mất trắng luôn. Anh trồng 7 thùng nhưng mà giờ anh kêu mất trắng hết luôn á, không biết đầu tư sao nữa, vì vàng đã làm lên, vàng kẽm công cán hệ thống tưới nhỏ giọt là tất cả đều lắp hết rồi, nhưng giờ nó rơi vào tình trạng này thì nó chết rất là nhanh, nó chết hơn cả tiêu luôn. Với tốc độ cây chanh dây thì mình khẳng định với bà con là nó chết nhanh hơn cả tiêu luôn, đang nhìn tươi tốt vậy nắng lên phát là chết hết. Những gốc chanh dây này mình sẽ nhổ và con xem đều bộ rễ của nó thối nhũng hết rồi, vàng lá rụng hết rồi. Thì vườn này mình đi tới đâu mình quay tới đó thì bà con xem á, cây nào nó cũng bị chết hết, cây nào cũng vàng úa rụng hết. Thì qua ban đầu á, thì bà con nông dân ở đây á thì chia sẻ vườn này là một trong những vườn đẹp nhất ở khu vực này, nhưng mà mưa có mấy đợt thôi thì vườn này chết nhanh nhất ở vùng này luôn. Thì thôi thì tới đây mình quay bà con xem thôi, mình sẽ nói phương án khắc phục cho những bà con nông dân khi mà chanh chúng ta còn đẹp, chưa bị hiện trạng gì hết. Thì đầu tiên á, là bà con làm cho mình kênh rãnh thoát nước nè, thứ hai nữa là thăm vườn thường xuyên, thứ ba là chúng ta trồng á, thì bồn chúng ta chống bị ngập úng nhiều. Và cái về phòng thuốc nào để phòng cho cái lở cổ rễ này không phát tán á, thì bên trái cây thông mùa lắc có loại thuốc là nano bạc hợp kim và nano đồng oxychloro. Thì hai sản phẩm này bên trái cây thông mục lắc phân phối cho bà con nông dân toàn cả nước. Thì bà con nào có nhu cầu á, mà dùng hai sản phẩm này á, thì có thể liên thoại số điện thoại dưới để được tư vấn cụ thể hơn về hai dòng sản phẩm này. Và hai dòng sản phẩm này là cũng chuyên về trị phòng phòng bệnh phấn trắng rất là hiệu quả và một số là bệnh khác. Thì đó là cái bệnh mà khuyên cho bà con, và cái công tác bà con nên thường xuyên thăm vườn để kiểm tra mức độ bệnh. Ví dụ cây vừa chấm bệnh là con xử lý liền luôn, đừng để nó bệnh đồng loạt rồi bà con xử lý thì lúc đó nó rất là muộn. Thì những vườn này mình quay hết cho bà con xem đó, toàn là những cây chết thôi, mình nhổ lên rễ đâu còn đâu, cây nào cũng đâu còn rễ đâu, thối hết rễ rồi. Thì qua như vườn này mình quay ấy, thì bà con cũng thấy rất là sót ruột, chi phí đầu tư không thu được cái gì, cái này gọi là mất trắng luôn á, không được gì luôn. Thì vườn này á, là của chị Trang, của bà con chị Trang giới thiệu qua để xem và tham khảo cái vườn của chị này dùm chị Trang. Còn cái vườn của chị Trang ở Buôn Đôn á, tí mình sẽ quay cho bà con xem clip sau. Vườn của chị Trang nói chung ban đầu rất là xấu, nhưng mà sau khi gần 1 tháng thì phục hồi rất là đẹp và xanh xao, mình sẽ quay cho bà con xem. Thì hồi nãy giờ mình quay từng gốc á, bà con cũng đã thấy rồi, chết rồi. Mình sẽ quay từ đầu đám đến cuối đám. Đây là khu này ở huyện Buôn Đôn này, bà con nông dân trồng rất là nhiều chanh vì nó mang lại lợi nhuận rất là cao, là nguồn thu nhập hàng ngày đều có. Nhưng ngược lại cái rủi ro mà bà con không phòng bệnh á, thì nó chết rất là nhanh. Nên nói chung tóm lại là mình khuyên bà con á, là chanh dây chúng ta nên phòng đi, đối với mùa mưa năm nay chúng ta phòng thuốc đi,
dù nó có tốt hay cỡ nào chúng ta cũng nên phòng. Chi phí phòng rất là ít, nhưng mà chi phí để nó bệnh rồi và con chữa thì rất là nhiều, nên làm chanh dây và con nên có phương án là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì chanh dây là cây nhạy cảm nhất, nó dễ bị bệnh nhất, đó là cái bệnh phấn trắng này, là cò rễ này, rồi bã trầu, khuẩn nấm chết nhanh chết chậm, héo xanh, tóp trái, thì đó là những bệnh chung mình nói tất cả clip rồi. Thì hầu như những vườn này mình quay để bà con xem và nhắc nhở cho bà con biết để ra đưa ra phương án khắc phục. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo về cây chanh dây, cây bơ búp, cây sầu riêng và một số cây trồng khác ở bên trái cây thơm mùa Galax. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.